Xin chào cô chú anh chị mình hôm nay ha. Thì hôm nay 8 tây tháng 10 chủ nhật á, thì em có lên ba con bò cái vậy hai con bò cái vàng và một con bò cái kem tơ nha. Cái con bò cái vàng đầu tiên này là đầu trụi, sáng mặt sẽ lưng nói là nghiêm chỉnh ha. Đó bò này thì qua đen, kỵ đuôi to. Đó thì rúng con bò này thì rúng dài ha. Đó đúng chèn, dò cẳng thì chân sau, chân trước thì hoàn thiện bò này thì nói chung á thì em bán cho anh chị mình cái gì á, thì em cũng bảo đảm cho chị mình ha. Tình trạng thì bò này á, thì giống như lời em nói ha, nghiêm chỉnh còn hoàn thiện đó. Bò này á thì nói là dòng bò rách man nha chị, chứ không phải là bò xin nha. Con này là con rách man nha. đó đầu trụi độc lóc luôn chị rất là đẹp bò ha. Bò này á thì dường như em quan sát cũng như là em kiểm tra thì bò này á thì nó không có cái tật lỗi nào hết nha chị. xá tích thì nghiêm chỉnh hết nha, dậu luồn vú nói chung là đầy đủ hết. Con cách man đầu trụi này á, thì em đo ngay sớ lưng á, thì nó cao là 1m25 bò nha anh chị. Bò này á, thì to lớn nha. Da đỏ thì rất là đậm luôn. Bò này thì rất là quýp bò nha anh chị. Không len giá điểm mi ha. Cao là 1m25. Thì con bò cái cách mang trụi này á, thì em có hỏi thăm thì chủ nhà ta nuôi á. Ta nói thì con bò này á, thì để được một lứa rồi nha anh chị. Đó thì cô em cũng có nhìn về dấu cái con bò này á, thì đúng như lời anh nói ha. Bò này thì để được một lứa là đúng rồi nha anh chị. Còn về răng cỏ thì về thì em mới dạch răng em kiểm tra thì con bò này thì nó mới rớt có hai răng anh chị, để một con rớt hai răng ha, cao là 1m25. Bò này thì mẫu thì rất man trụi nha anh chị. Tướng tá thì đẹp bò ha. Đó. Và bò này thì em bán thì em nhắc lại ha. Thì bò bên kênh em thì em bán thì em bảo đảm cho chị tình trạng là nghiêm chỉnh ha. Và giá cái con đầu tiên này chỉ có 14 triệu anh chị, 14 triệu nha. Còn cái con số 2 bên đây á là con bò cái xin ha. Xá tích thì nghiêm chỉnh của bậc luôn anh chị. Bò này á thì cũng mong đích qua cày đuôi được cũng hoàn thiện nè. Rúng thì có rúng ha. Vú thì cũng bốn vú. Dò cẳng thì móng sò hoàn chỉnh ha. Hoàn thiện hết. Rúng quyếm đâu đầy đủ anh chị. Thì con số 2 này á thì bò cái xin mẫu bom bay ha. Con này thì nó có thùng dạo anh chị. Đó nó cao là 1m26 bò nha. Cái con này thì nó cao hơn một phân bò. Đó và lông da nó thì láng ha đỏ mặt đẹp bò yếm thì rất là nhiều ha bò này yếm dư lòng thòng anh chị yếm mỏng nha anh chị đó cao 1m26 bò thì bò này á, thì cũng chung chủ luôn nha anh chị bò này á, thì à, anh cũng nói thì để được lứa rồi ha Nói chung là bò này á, thì thịt tình trạng á, thì bò tơ mới đẻ con ha thì răng cỏ thì về á, thì mới dạch răng anh chị con bò này á, thì rớt hai đầu răng ha đó mổ đen đồ nói chung là nghiêm chỉnh hết nha anh chị không len giá nha đó con này thì em cũng bao tặc lỗi hết Về vấn đề mà trục trặc sinh sản cho anh chị mình á Thì em sẽ bảo hành cho anh chị mình là 5 tháng ha Bao lòi đôm nè Bao cổ xạ nha chị Hai cái vấn đề này á Thì em bao trục trặc cho anh chị mình 5 tháng ha Còn về ngoan thiện á và nghiêm chỉnh á Thì con bò này á, em đã nói rồi ha Thì con bò này nó không có tật lỗi hết nha chị Bao nghiêm chỉnh tật lỗi ha Và giá cái con bò cái số 2 này á Thì em cũng báo giá cho anh chị luôn 15 triệu 500 nha chị con bò này á, thì cái mẫu á, gì thì nó đẹp hơn cái con cách man ha nhưng mà về độ mập á, thì con bò này cũng mập hơn nên là giá trị á, thì nó sẽ cao hơn một ít nha chị đó con cách man thì cũng đẹp ha mà con này thì nó mập hơn còn con số 3 là con kem kem này thì nói chung là nó là dòng kem f 1 nha kem vàng á đây là anh chị mình để, giống thì nuôi vẫn ok nha đó kem nhưng mà nó qua đen anh chị bò này rúng với giò cẳng đâu anh chị ha xương lớn nha móng sò anh chị không hoàn thiện hết bò này thì nó là cái dòng kem F1 kem tơ nha anh chị nó con bò này thì nó chưa đẻ lứa nào nha đó con kem này là chưa đẻ lứa nào nè lưng thì lưng đôi đó chị thấy không lưng đôi đồ đòn dài đích thì nói chung là cái khung xương to lớn anh chị cũng biết ha thì con bò kem này thì nó được 14 tháng tuổi nha anh chị 14 tháng ha. con này thì anh chị nuôi chắc cũng vài tháng nữa là mình có phối luôn nha anh chị tại vì cái cỡ này thì nó cũng bự rồi ha thì con bò kem này thì à, Hồi nãy thì em cũng có lấy thước em đo đồ kỹ càng hết rồi vậy, anh chị Con kem này thì em đo ngay sẽ lưng thì nó cao là trên mét 2 bò ha Nói chung là dương mét 2 đi Đó Bò này thì xương cói được 14 tháng Thì răng cỏ thì nói chung là bò Em bán thì về em cũng dạch răng kiểm tra kỹ càng của răng cỏ làm sao anh chị rồi em mới cập nhật cho anh chị được Con bò này thì em quan sát về răng thì con bò này thì nó là chưa bẻ răng ha tức là nó chưa có rớt răng anh chị nên là răng nó vẫn còn tơ nha luôn anh chị đó thì con bò này trong mình nó thì uh, trăm mốt ký thịt lột nha anh chị đó bò này trăm mốt ký thịt lột nha bò này thì nói chung là em cũng bán như giá thịt thôi đó anh chị mình muốn mua cái con bò này để giống á, thì em bán giá thịt cho anh chị mình là 14 bốn triệu năm trăm ha đó 14 bốn triệu năm trăm thì ở nhà anh chị mình nuôi bò kem á, sinh sản á, thì anh chị mình thấy con bò này mình ưng á, thì mình alo cho em đó, nói chung là anh chị mình mà một trong ba con bò này á, thì anh chị mình có điều kiện nhiều á, thì mình nên bắt hết ba con tại vì khi mà anh chị mua ba con á, thì bộ cái á, mình mua một cùng lúc anh chị thì nó sẽ đổi tiền xe của mình rất là nhiều luôn đó mua ba con thì em bao ship cho anh chị mình trăm ha trăm rưỡi cây cũng được luôn nha anh chị đó em bao ship ba con nha đó